Tại sao chó Chihuahua lại xấu tính và hung dữ đến như vậy? Chó Chihuahua là loài có bản tính lãnh thổ rất cao, nên nếu người không quen mặt bước vô lãnh thổ của nó thì nó sẽ sủa rất hung hãn. Có một sự thật là chó Chihuahua sẽ cực kỳ khó ưa và bố láo nếu nó đang được chủ bế, vì lúc này nó biết rằng chủ đang bảo vệ nó nên nó sẽ tỏ thái độ chảnh chó ngay lập tức. Các nhà khoa học cho biết rằng tính cách hung dữ của Chihuahua là do di truyền nên sẽ cực kỳ khó sửa đổi. Nếu một ngày nào đó bạn gặp chó Chihuahua đang được chủ bế thì tốt nhất nên tránh xa nó ra, còn trường hợp không có chủ của nó ở đó thì Okay, well.